Tuổi thọ tăng là thành tựu vĩ đại của nhân loại, nhưng tốc độ già hóa dân số mạnh như thực trạng tại Việt Nam đặt ra rất nhiều thách thức. Năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số với hơn 8,6 triệu người cao tuổi, chiếm 10% dân số. Năm 2019, số lượng người cao tuổi ở Việt Nam từ 60 tuổi trở lên chiếm 11,86% dân số, khoảng 11,4 triệu người. Theo con số dự báo này sẽ tăng 16,66% vào năm 2029, khoảng hơn 16,6 triệu. Và tăng lên 26,10% vào năm 2049, khoảng 26,9 triệu người. Tỷ lệ người cao tuổi tăng đặt ra những thách thức rất lớn về nhiều mặt, đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi. Người cao tuổi đối diện với gánh nặng, bệnh tật kép, bình quân mỗi người cao tuổi có 3 bệnh và thường mắc những bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, xương khớp, đối diện với nguy cơ tàn phế do lão hóa và chi phí điều trị lớn. Phần lớn người cao tuổi đang gặp khó khăn trong các sinh hoạt thường nhật, cần có sự quan tâm, hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và xã hội. Cùng chung tay chăm sóc người cao tuổi, câu chuyện của ngày hôm nay.